Nhìn xem, thứ họ cầm trên tay là bút viết để chứng tỏ sức tay một khôn khéo, còn cậu thì đang mày mò bên chiếc điện thoại vô tri vô giác mà thỏa mãn tươi cười. Cậu có biết không, chúng ta nên ghét chuyện vui mà tiếp tục chiến sự. Đừng vì vài phút lơ đãng mà khiến những năm đèn sách tàn nát biến mất từ hư vô. Muốn gặp người xuất sắc thì bạn cũng phải trở nên thật xuất sắc. Mình từng đọc một đoạn thế này: đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về, hoa nở, sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn lựa chọn. Bạn có cố làm thân với ai cũng chỉ là thứ tạm thời. Người bị thu hút bởi tài năng của bạn mới trở thành lâu dài. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Người xuất sắc ắt sẽ gặp được người xuất sắc. Tôi hy vọng điểm số của bạn thắp sáng cả mùa hạ, chắp cánh những kỳ vọng, phần thưởng của bạn sự tự do. Người ta có nói một lần tới nhân gian phải sống đời rực rỡ. Hãy cố gắng phấn đấu, cố gắng kiếm tiền, cố gắng đưa bản thân đến những vùng đất mới. Hãy để từng giác quan của bạn được cảm nhận thế giới tươi đẹp này. Hãy để mắt bạn ngắm được non xanh nước biếc. Hãy để tai bạn nghe được tiếng gió xôn xao của núi rừng đại ngàn. Hãy để mũi bạn ngửi được mùi hương hoa cỏ của chốn thảo nguyên xanh. Hãy nếm cho bằng đủ mỹ vị ẩm thực nhân gian. Hãy để đôi tai bạn chạm lấy tai của những người bằng hữu bốn phương. Không cần một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ cần có thể sống một đời hạnh phúc thật nhiều, mà nuối tiếc lại chẳng bao nhiêu. Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy, hoàn thành tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày, đều đặn ngày này qua tháng nọ. Bỏ cuộc hay là không chỉ là kết quả của sự cố gắng mà thôi. Từ bỏ hay đi tiếp, nó chỉ là khoảnh khắc bạn quyết định sau một quá trình cố gắng của bản thân. Đây là ý kiến của riêng mình. Có những cái ngày mà mọi người cảm giác như là thở thôi cũng đã thấy mệt, làm bất cứ thứ gì cũng thấy mệt, kiểu lê thê không muốn làm một cái gì, làm tất cả mọi thứ trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Và đã thế còn gặp mấy cái chuyện xui xẻo nữa, là nó khiến mình gục ngã ngay lập tức, và nó khiến mình kiểu chỉ muốn giơ ngón giữa lên với đời xong rồi khóc oa 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 thôi. Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn, viết ra sứ mệnh của bạn, và tiến hành từng bước để hoàn thành chúng. Bên nhau ta quên hết đi chạy mơ, biết đi đâu duyên nguyên là đi cùng nhau. Baby chưa giác sợ nấu dây bỏ chuyện buồn đằng sau, hai ta gạt hết lo âu về hát cho nhau. Em có muốn đến nơi đại dương anh dừng sau, baby anh hứa sẽ. Bây giờ em tập trung em học, sau này em làm thủ tịch, em làm CEO, em làm founder, thay vì mình đi theo đuổi một con ngựa nó rất là tốn thời gian. Mình đừng có đi theo đuổi con ngựa để làm gì, mình dùng cái thời gian đó mình nuôi cỏ đi, sau này có một vườn cỏ rồi ngựa nó đến nó ăn đó, tha hồ mà lựa. Rồi hoa bát hương nó trôi bay hà hê, những đôi chua cay trên đường kia ta về, và để những đinh kia xin đam mê để ta vấp ngã nhưng họ chẳng thể, và ta đã đứng lên từ nơi tối tăm.
thắp lên ngọn đuốc xa khỏi nơi giam cầm, khi còn trong ta hy vọng hãy vững tin đón lấy chiến thắng đang gọi. Tôi không phải là một bông hoa xinh đẹp đâu. Ngay cả khi không ai đánh giá cao, bạn vẫn phải như một bông hoa. Việc của hoa đâu phải là trở nên rực rỡ, mà là nở nở mây nở mây. Tất cả đều là của riêng bạn. Sự xuất sắc của bạn không cần ai chứng minh.